Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 253/2003 QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành triển khai. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Chương trình thương hiệu quốc gia thời gian qua luôn hướng tới mục đích xây dựng hình ảnh về Việt Nam là một quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ đa dạng, phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với giá trị, chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Theo công bố của Brand Finance, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất trên thế giới năm 2018, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 235 tỷ đô la Mỹ, thuộc nhóm thương hiệu mạnh. Vị trí của thương hiệu quốc gia Việt Nam đã được cải thiện trên bảng xếp hạng lên thứ 43. Cũng theo Brand Finance, nguyên nhân là nhờ những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chính phủ và một phần đóng góp tích cực của chương trình thương hiệu quốc gia và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Chương trình thương hiệu quốc gia cũng có rất nhiều các cái ý nghĩa và có tác dụng thiết thực. Và một trong những ý nghĩa đó tức là giúp cho các cái doanh nghiệp Việt Nam nâng cao được cái sức cạnh tranh của mình ngay tại thị trường nội địa cũng như là trên các thị trường mà Việt Nam đang có cái thế mạnh về xuất khẩu. Nhận được cái biểu trưng của chương trình thì đây mới chỉ là điểm bắt đầu khởi đầu của cả một cái chương trình. Và chính phủ sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp để xây dựng cái thương hiệu của chính các doanh nghiệp và thông qua đó sẽ tạo dựng được hình ảnh quốc gia và thương hiệu quốc gia. Các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia trong mọi điều kiện vẫn luôn giữ vững đà tăng trưởng, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc dân. Theo số liệu báo cáo tăng trưởng năm 2017 của các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia tăng 13,14% so với năm 2016. Theo đó, giá trị xuất khẩu năm 2017 đạt hơn 60.000 tỷ đồng, tăng 15,94% so với năm 2016. Đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 56.000 tỷ đồng, tăng 3,11% so với năm 2016. Trong quá trình cung ứng sản phẩm, chúng tôi phải xây dựng một cái chuỗi cung ứng theo cái hình thức hiện đại hiện nay, đó là chuỗi cung ứng theo dạng ODM. Và trong hình thức đó, chúng tôi phải lưu ý mẫu mã, sản phẩm, chất liệu, kiểu dáng, cũng như cho đến cái uy tín về chất lượng thương hiệu, chất lượng sản phẩm. Và trong những cái việc như thế thì chúng tôi lưu ý rằng đối với toàn bộ cán bộ nhân viên, cái việc gìn giữ phát triển một thương hiệu nó đòi hỏi phải có một cái đội ngũ nhân lực đầy tâm huyết. Gần 17 năm có mặt trên thị trường, Eurowindow được biết đến là nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp được công nhận đạt thương hiệu quốc gia liên tiếp nhiều năm. Để đạt được điều này, doanh nghiệp đã phải rất nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng hình ảnh uy tín của mình. Để xứng đáng là thương hiệu quốc gia thì chúng tôi đã liên tục đổi mới, sáng tạo và không ngừng đầu tư vào dây chuyền thiết bị, máy móc, công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng năng suất lao động, góp phần nâng tầm cuộc sống cho người dân và hiện đại hóa đô thị tại Việt Nam, cùng với những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế. Để duy trì và phát triển được giá trị của danh hiệu thương hiệu quốc gia, các doanh nghiệp cần cả quá trình nỗ lực không ngừng để có chỗ đứng vững chắc, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế. NutriCare là đơn vị lần đầu tiên đạt thương hiệu quốc gia chia sẻ. Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, v.v., doanh nghiệp trong nước buộc phải nỗ lực đầu tư cho sản phẩm dịch vụ có thế mạnh riêng. Xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ nhằm mục đích kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp, mà còn là một sự đầu tư lâu dài và bền vững cho tương lai. Cái nền tảng ban đầu thương hiệu quốc gia yêu cầu là chất lượng, nhưng kèm theo đấy là cái cam kết về đổi mới sáng tạo. Tham gia cái chương trình thương hiệu quốc gia thì nó chỉ là bắt đầu một cái khởi đầu mới. Một điều mà chúng tôi khẳng định thêm nữa về cái con đường cũng như là trách nhiệm của chương trình thương hiệu quốc gia. Để xứng đáng với danh hiệu mà nhà nước đã trao cũng như lòng tin của người tiêu dùng gửi gắm, đồng thời đáp ứng được các giá trị cốt lõi của chương trình là chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà luôn xác định tới việc đảm bảo uy tín chất lượng, sản phẩm thông qua hệ thống sản xuất kinh doanh tiên tiến, hiện đại và hoạt động tài chính minh bạch, lành mạnh. Bên cạnh đó, không ngừng cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ thân thiện môi trường để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh doanh. Ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp, của mỗi một thương hiệu là rất cao. Với Sơn Hà chúng tôi thì điều này nó đã là một cái sự nhận thức từ ban đầu. Chính là Sơn Hà thấy rằng cần phải xây dựng một cái thương hiệu
thật là tốt và uy tín trong lòng người tiêu dùng, thì họ sẽ ủng hộ cho mình những cái sản phẩm hiện hữu và sau này những cái sản phẩm tiếp theo phục vụ đúng nhu cầu của người dân và tiếp tục được người tiêu dùng đón nhận. Sự khác biệt quan trọng giữa chương trình thương hiệu quốc gia với nhiều giải thưởng thương hiệu hiện nay chính là chương trình không phải là một giải thưởng mà là chương trình duy nhất của chính phủ được tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm. Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp, đứng ra bảo trợ cho các thương hiệu sản phẩm có chất lượng và uy tín kinh doanh nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam tạo chỗ đứng vững vàng trên thị trường trong nước và có điều kiện phát triển thương hiệu của mình ra thế giới.